Rồi Trường xin chào bà cô bác anh chị em và các bạn luôn ha. Tình hình là bây giờ dịch nó đang kéo dài nữa rồi, cho nên Trường cũng thua luôn, không biết đường đi cấu đâu, thì thị trường vẫn lại cái lỗ này tiếp tục luôn cả nhà. Chứ giờ muốn đi câu chỗ này chỗ kia mà dịch rồi mình không được đi đâu á, mình lại được chỗ này mình câu là dữ lắm hơn đó, tại vì cũng mới kế bên nhà á. Rồi thì thôi cả nhà xem video nhớ bấm like đăng ký chuông để theo dõi những video tiếp theo của Trường nha. Mình chúc cho cả nhà có thật nhiều niềm vui nè, có thật nhiều sức khỏe để mình chống lại dịch bệnh ha. Rồi rồi cả nhà ơi, Trường câu hai lưỡi ha. Trường câu lưỡi ong ruồi nè, với cái lưỡi thức ăn. Hôm nay Trường câu bằng cần câu tre độc lạ nha. Đó, không biết nó ăn nó dính không ấy nè. Nay câu thử coi, bữa hổm này dính quá trời dính luôn. Hồi nào lên còn mở hàng cái ra nè. Để ăn liền, cắt. Hết chạy đây, vừa bỏ xuống ăn liền luôn cả nhà ơi. Trường lên hàng ngang. Hết chạy nè, lòi ngon. Lên hàng nữa cả nhà ơi. Lo gì mà không dính kỳ vậy? Lo gì luôn nó mà không dính đó. Lúc phao là lụm lên hàng cả nhà ơi. Nãy giờ lúc phao mấy lần luôn á mà không dính, giờ mới dính nè. Lúc phao nè, dính ở đây. Lên hàng Trường á đang chờ và hy vọng á dính một con cá bự. Sao không thấy mà toàn thấy cá gì đâu mà cá em bé không à cả nhà ơi, nhỏ nhỏ không à. Rồi cả nhà ơi, Trường đi lại cái mé này cả nhà ơi. Ngoài kia cái ghe nó hơi chạy liên tục á, nó quá động luôn á, thì cá nó không ăn. Bây giờ Trường ở đây, Trường lại cái chỗ này sát mé này, Trường câu đại thử nha. Mé này bữa hổm Trường có câu dính được con nè. Để này thử ở đây coi làm sao nha. Đó đó, anh Trường vừa bỏ xuống nó ghé luôn rồi kìa. Ôi kìa kìa, ghé kìa. Ôi trời, chỗ này im đi cả nhà, vừa bỏ xuống ăn liền nè. Hết chạy nè. Ui, ồ con cá màng đỏ cả nhà ơi, cá màng đỏ bự thiệt nè, quá bự luôn. Không cả lắm, không lo coi nữa, lên nó hơi bị tối tối rồi. Đây mình cá nữa nghe. Hết chạy nè. Đó, mang đỏ bự nữa cả nhà ơi. Ôi chỗ này có cá mang đỏ không nè, còn khủng khủng không nè, lên cá bự nghe không. Chảy gì vậy, lúc sau là lụm lên mày dính nữa cả nhà ơi. Đây trời, đang câu dính ngon mà chuyển mưa rồi kìa, đem thua lũi trơn kìa. Nhưng thôi giờ gán đi câu để đâu được tính tới đó nha. Nó lên hàng nữa nha. Rồi tiếp tục luôn cả nhà ơi, nãy giờ trời mưa á, Trường chạy đi chú mưa chứ Trường không có quay được. Giờ Trường mới quay trở lại Trường câu đó nè. Không biết mưa, đám mưa rồi giờ cá nó chịu ăn nữa không đây không biết nè. Trường thả nó xuống đại lên nữa nè.
nó chạy nè. Ôi lên con cá nhỏ xíu. Lúc tao lắm. Lên, lên hàng. Nó đây chỗ này là cả nhà thấy không, là nó ra thấy không. Đó, ra chạy gì nè. Liên tục luôn nha cả nhà. Đó mà trường thì trường câu dưới góc này nè. Đó. Đây quy đen dính cá nha cả nhà đó. Dính cá là dính vô góc luôn, lội xuống luôn nè. Còn không? Đủ. Đủ. Còn cá luôn nhá hàng coi. Đủ. Giật đi, giật đi, giật đi. Dính. Đó, lên hàng. Đây nè, có nè. Trời ơi, tôi đặt máy quay mà. Đây, Quy đang hên quá lên được hàng nữa rồi. Ừ. Còn nó nữa. Đó. Anh dính nghe lo vô ơi, lo đây nè, bỏ đây coi nó. Lên hàng nha cả nhà. Để nó gì tới không chạy. Gây chưa, gây chưa. Đấy luôn á. Giữ gì sao? Các con. Hết chạy nha, lượm vừa bỏ xuống luôn ăn liền nè cả nhà. Nào Bi, thấy chưa Bi? Nó lên cá nữa cả nhà ơi. Quy đen nó thúi quá mà nó giật hoài không dính, trời giật cái gì lụm à. Rồi cả nhà ơi, thành quả một buổi câu của hai anh em trường là nhiêu đây nha cả nhà. Đó thì lúc này thì cá nó cũng có nhưng mà nó hơi nhỏ gì không nè, chứ không có cá bự cả nhà. Đó, nhưng mà nhiêu đây thì mình cũng có thể là mình về mình muối chiên ăn là cũng được bữa cơm, ngày cơm luôn rồi đó. Đó cả nhà thấy không? Dính là cũng được mấy chục con nó chết đâu. Rồi chắc cả nhà xem video nhớ bấm like đăng ký ấn chuông á để ủng hộ cho trường nha. Thì chúc cho cả nhà có thật nhiều niềm vui nè, có thật nhiều sức khỏe để mình chống được dịch bệnh nha. Rồi thôi chào cả nhà nha.